đây đó các chụp này, được chưa? Cái dàn này sao chân dài thế? Sao còn hai cô nữa cho cô Hậu này, cô Vân này đứng bằng hết ra. Cô Kim Anh ra đứng bằng. Cô Hà Lý nữa này. Vâng Sao đẹp quá. Đúng không? Đúng không? Đây là đúng đúng chân dung luôn. Chụp đúng kiểu chân dung luôn. Anh mua đầu đâu? Chân dài không? Ok. Bây giờ đàn ông vào chụp đi. Đàn ông vào chụp đi. Đẹp tay quá. Ô, đẹp bà đẹp hả? Chụp thì rơi tất cả luôn. Nào, đứng hết vào đây nào. Ôi trời ơi, quá là tuyệt vời. Đi châu Âu rồi, cảnh này không biết đây. Chỉ cách ly thôi, an toàn. Rồi, xinh lắm. Đấy, đưa cho này. Thuốc kết. Thuốc kết. Hai cô gái lên cái đâu mà xinh thế này nhỉ? Hồng Minh Đan. Chào chị. Hello. Hello. Vợ em đâu mà nó khít. Vợ em. Độc cáo. Ra đây. Rất là nhiều. Em ơi. Đi châu Âu vàng. Chưa đấy. Đây đó là thiên nhiên hoang vắng thôi. Cái gái là các chú chân công như thế nào? Nó có định gì? Các chân công. Số tiền mà không khép. Chuẩn. Anh ạ. Một phát ăn ngay. Cười vào à? Alo. Hai tài tử đến từ Liên bang Đức. Ông cảnh tuyệt vời. Hôm nay là buổi thật là thú vị. Quá là chuẩn đấy. Tuyệt vời. Tiếng đẹp của họ này, mát mẻ này. Đó, bây giờ chụp ảnh thời điểm này là đẹp nhất. Đẹp nhất trong này. Mình có nghề phết nhỉ. Đẹp lắm.